mới quen em mà gửi quà cho em hai lần, không phải gửi dại gái gì trời. Còn yêu thì đương nhiên là giữ kẽ, rồi lúc mà lấy nhau cái trời ông thả bom ồ ồ luôn. Mời quý vị chúng ta hãy cùng gặp gỡ tiếp cặp vợ chồng thứ hai. Xin chào. Xin chào anh cô Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân và chào toàn thể quý vị khán giả. Em tên Nguyễn Văn An, em sinh năm 1983, quê em Hải Phòng. Em hiện tại em đang làm công nhân kỹ thuật. Em xin chào chị Hồng Vân, thần tượng của em. Em chào anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Thanh Thủy, em hơn ổng 10 tuổi. Thiệt luôn á? Em hơn ổng có 10 tuổi. Vậy đó hả? Vậy mà nãy tôi kêu bằng không... em. Không, sự thật luôn là phải là em trẻ quá. Ừ. Cuối năm nghề nghiệp của em là em chăm sóc sắc đẹp. Ở đâu? Em đang ở đâu? Em hiện đang ở Canada. Rồi. Sinh sống ở Canada. Ủa vậy là bây giờ em vẫn ở bên đó hay là... Dạ, em ở bên đó. Về để tham gia vào hôm sau. Ủa thiệt quá trời. Chủ yếu là em muốn gặp chị. Có dễ thương quá vậy. Em đăng ký bên đó luôn á, ổng không biết. Rồi, hai bạn quen nhau sao? Tụi em shop online. À, là lên em quen ổng trên mạng. À, trên... Em quen ổng trên Facebook. Tháng 3 năm 2012, tụi em chính thức nói chuyện với nhau là nhờ cái bức ảnh mà lúa, thiệt là lúa của ổng. Ông ấy mặc cái áo thu đông màu đỏ chết. Xong ổng chụp, xong ổng kiễng chân, ổng ấy nói kiễng chân với tới một bông hoa. Cái em mới đối là trượt chân ngã rúi khóc cái òa. Rồi ổng trả lời nói chứ không trượt được đâu, chân vững lắm. Nghĩa là ông, nghĩa là em cứ tưởng tượng là ông sẽ đối lại với em lại tiếp. Dạ. Nhưng mà ông nói cọc rộng ra em bực quá thì em không nói chuyện nữa. Cái ông vào trong tin riêng ấy, ông ấy chào em. Thế là hôm đấy vợ chồng em nói từ giữa nửa đêm đến gần sáng. Ghê thật. Vâng. Bao lâu các bạn mới được gặp nhau? Đầu tiên em cũng không nghĩ là vợ em sống ở Canada. Mới quen em mà gửi quà cho em hai lần, không phải gửi dại gái gì trời. Cứ nói chuyện rồi em nhìn hình ảnh, em cũng không đoán được là tuổi vợ em là hơn em nhiều như vậy. Vợ em nói tuổi em không tin. Nhưng mà lúc mà tụi em có gọi video hàng ngày luôn á, thì ông cũng không tin là tuổi của em. Ngày gì? Ngày mà ngày 12 tháng 12 năm 2012, đúng 12 giờ 12 phút, ông cầu hôn em. Nhưng mà cầu hôn là trực diện vậy hay là qua Facebook? Ông nhắn tin. Nhắn tin nhau hả? Ông nói chứ làm vợ anh nhé. Em cũng lờ điều không nói gì hết á. Em thấy ông mày cũng thật thà này kia. Rồi em book vé máy bay. Em book vé máy bay về Việt Nam chơi. Ngày mùng 3 tháng 3 năm 2013. Wow. Là tụi em gặp nhau lần đầu tiên là mặt đáp mặt là ở phi trường Nội Bài. Trong lần đầu gặp nhau như vậy, ở ngoài như vậy đó, thì có nhìn thấy cái chứng minh nhân dân hay là passport không? Sau đó em có cho xem. Ông nhìn ông bỡ ngỡ, xong có tủm tỉm ông cười. Em nói giờ tin chưa? Cái ông không nói gì hết trơn á. Đến lúc này là đâu có quan trọng nữa đúng không em? Dạ vâng. Nhưng mà gì nè, tức là tụi em yêu nhau là 5 năm hả? Dạ không. Tụi em cưới nhau được hơn 5 năm rồi. Tụi em quen nhau chừng 1 năm, hơn 1 năm. Thời gian các em ở bên nhau trong 1 năm là được bao nhiêu ngày? Vợ em về tháng 3 năm 13 ấy, thì em cũng có cầu hôn một lần nữa với vợ em. Mà lần ấy thì vợ em cũng đồng ý. Cưới vợ thì cưới tiền tay luôn. Đồng ý cái là em cưới luôn trong một tháng sau đó. Lúc đó thì cũng chịu rồi, đã chịu trước rồi mới về Việt Nam đó. Xong cái ông ấy cái là ok liền. Đi xem thì người ta nói là không có cưới tháng đó, thì đợi cuối năm. Cưới ngay đúng ngày cả tháng 4 luôn. Nghe xong cái nhiều người cũng nghi nghi, nhưng mà có thiệp phát đi cái bắt đầu nó người ta mới tin. Ồ vậy hả? Dạ. Tính ra là khi vợ chồng em cưới thì ở với nhau được hơn một tháng. Cưới xong thì em vào trong Đà Lạt bên Thành phố Hồ Chí Minh khoảng một tuần. Sau đó là vợ em về lại Canada. Cưới thì là ngày mùng 1 tháng 4 năm 2013, nhưng mãi đến năm 2016 tụi em mới có giấy đăng ký kết hôn. Lúc mà em ở bên đó thì là cái chúng em mới cưới nhau được chừng hơn một tháng. Thì là cái tiệm của em ấy, nó bị chập điện, nó cháy. Lúc đó em cũng thất nghiệp, ông cũng thất nghiệp luôn. Lúc đó thì ba chồng em á, thì em cũng gọi lại và hỏi thăm. Ba chồng em nói là ý là em phải có trách nhiệm với gia đình chồng này, phải gửi tiền về này kia thứ không? Thì em mới nghĩ là em cũng hơi chặn tự ái của em. Tại vì bên nước ngoài ấy, là lấy chồng thường thường gia đình chồng họ lo cho gia đình vợ nhiều lắm luôn. Kể cả gia đình chồng, bố mẹ chồng cũng lo cho gia đình vợ nhiều lắm. Thế em nghe em hơi kiểu em mới tự kiểu em cũng thấy tủi thân này. Em lấy chồng mà chồng không lo cho mình, bây giờ mình bắt mình phải lo cho gia đình chồng. Thế xong lúc đó em nói cho chồng em, để chồng em nghĩ là em hiểu lầm. Tại nhiều khi em lớn lên ở Canada, em qua bên đó cũng mấy chục năm rồi, thì cái cách sống của em nó cũng thoáng hoặc là cũng cởi mở giống như người bên đó luôn á. Thì em không có chịu như vậy.
Vì em nói là bình đẳng đi, bình đẳng giới. Em nói chồng em cũng không có tin, chồng em cũng không chịu tìm hiểu luôn á. Thế em mới giận chồng em không nói chuyện. Chừng hơn một năm sau thì bố mẹ ông áp lực ông là bắt ông phải cưới vợ. Cứ nghĩ là tụi em xong rồi. Tại vì ông là con trai một mà cũng là con là trưởng họ nữa. Bố chồng em thì là rất là gia trưởng mà ông không nói cho em nghe. Cuối năm 2015 á, là nhỏ bạn em nó nói chứ từ trước là tao thấy mày cái đâm đầu mày làm không, mày phải nghĩ đến chồng mày này chứ thứ gì đó chứ. Chứ tao là ông tao bỏ mày từ lâu rồi. Chứ không ai mà đợi mày từng đó lâu đâu. Thế là em đặt vé với ba em đi. Em về em không nói cho ông nghe. Cái lúc gặp ông cái ông ngỡ ngàng luôn. Ông nói chứ mai mình gặp nhau nhé. Rồi, tức là hẹn gắn lại. Dạ. Hẹn gắn lại thì bao nhiêu lâu thì em mới có em bé? Gần chừng một năm hay sao? Một năm. Vậy thì trong suốt một năm đó là em ở Việt Nam luôn. Em sinh con là bên Canada. Dạ. Em có bầu được 4 tháng thì em về lại Canada. Bé được bao nhiêu tuổi? Em bé được 1 tuổi, được gần 13 tháng. Sau khi sinh thì bao lâu thì An mới qua thăm? Thật ra là em cũng rất là muốn sang mà khi mà nhìn chưa qua được. Em chưa qua được, tại vì nhất là những cái ngày mà vợ em mang bầu, em vẫn nhớ mãi không quên là cái hôm mà vợ em vỡ ối. Trước đó thì vợ chồng em có cho vay tiền một người bạn, thế đến lúc mà người ta không có trả được mình, thế vợ chồng em cũng có quặn lời qua tiếng lại. Em sanh sơ mất một tháng, tự nhiên nó người em nó hụt xuống, em giống như động đất ấy. Nó người em nó tự nhiên nó tóp lại, xong cái em cũng thấy em thấy ướt rồi, xong em mới sợ, nó ôi trời ơi, không lẽ mình đáy dầm ra ra quần. Xong em sợ quá, em túm cái điện thoại em gọi cho ông lại nữa, thì cũng cuống lên, em gọi mẹ ông rồi gọi chị ông rồi, trong nước mắt nước mũi tràn ra. Xong từng lúc đó thì em phải gọi cho xe cấp cứu á, thì em chẳng có người thân bên cạnh gì hết. Thì em có cái người mà họ mướn nhà của em gọi nó, thì tức là đưa vô trong bệnh viện. Dạ, là cái người đó ở trong phòng mổ mấy em luôn. Là quá may mắn. Thực ra chị thấy cái tụi em là tới giờ phút này là cho dù là được lấy nhau 5 năm rồi nhưng mà ở bên cạnh nhau quá ít. Thì thành ra làm sao mà mình có, tức là chị nghĩ cặp này nên bỏ qua cái phần gọi là tật xấu. Tật xấu đi, bởi vì có ở, chứ. Có chứ. Hai liền. Tại vì bây giờ đã đến cái phần này không phải là cái phần mà các bạn đang kể về cái quá trình. Ừ. Cái quá trình các Vui bạn. Liền. À, khó khăn sóng gió như thế nào? Có chứ, quá em rồi. Lấy nhau cái là ông ấy là có bao nhiêu tật xấu khui ra. Lúc mà còn yêu thì đương nhiên là giữ kẽ, là lúc mà lấy nhau cái cho ông thả bom là coi như là cứ ồ ồ luôn. Rồi, thả bom bậy rồi gì nữa nè. Rồi bừa bộn này. Rồi bừa bộn nè, rồi gì nữa nè. Nói thì cứ dài dòng như ông già. Dài dòng văn tự, rồi gì nữa nè. Ở xa nhau về mà còn phát hiện nó quá trời tật xấu. Ở gần không biết sao đây. Thì buổi sáng nay tụi em mới cãi nhau một trận ở ngoài chợ Bến Thành xong đó. Ông với cái tội ông nhanh nói nhiều đó, nói nhiều. Có chút gia trưởng đó. Giờ cho em mong muốn thay đổi luôn một thả bom hay xì hơi thì cũng giữ ý một chút xíu. À, giữ ý tứ. Đừng có như kiểu bừa bộn quá, này gục quần áo vớ này tháo ra cái dục tùm lum này. Bây giờ An, hồi nãy giờ em vẫn chưa khui ra được một cái tật xấu nào của vợ em. Và đến giờ phút này rồi, cái tật xấu của vợ em là có hai cằn nhằn. Hai cằn nhằn rồi, xúc tích coi nè, cằn nhằn đối gì nữa. Vâng. Có một cái đấy này em coi đó là cái tật xấu của vợ em thôi. Ừ. Vâng. Vậy là mong muốn là bớt cằn nhằn đúng không? Vâng. Sưng hô nữa. Vậy thì đúng rồi, nhắc nhớ, đáng lẽ không nhắc là không khui ra. À. Ví dụ bình thường đây vẫn anh em ngọt sớt như thế mà tại sao mình khi cãi nhau hay nè có hiểu nhầm thì tự thay đổi chỉ có anh tôi thôi, nhưng mà em vẫn không muốn. Chứ tôi tưởng đâu là giận lên cái chị nói cho em biết nghe. có chưa ta ra trưởng đây là thằng chồng mới, ông nói ngon lành lắm. Em nói Du phải nhớ nha, Du nhớ là Du đang kém tuổi tôi nha. Du nhỏ hơn chị nha. Trước khi mình chia tay nhau á thì chị chỉ xin nói về vợ chồng em một chút xíu thôi. Có nghĩa là chị rất mong muốn làm sao để tụi em giữ cái mối quan hệ này, cái gia đình này, mặc dù hiện giờ đang là gọi là xa gọi là xa về mặt địa lý đó, non sông cách trở đó. Yeah. Nhưng mà cố gắng hết sức, chị nghĩ chắc cũng một thời gian nữa thôi là bạn này qua đoàn tụ với bạn này, đúng không? Hoặc là ngược lại là bạn này làm sao mà phải, nói chung là không cần biết, hoặc là anh này qua đây hoặc là chị này về đây, nhưng mà gia đình tụi em phải gắn kết, phải sát với nhau, phải ở gần. Con em năm nay là một được gần 13 tháng, đã đến lúc là nó phải rất cần cái trong một cái gia đình mà có đủ cả cha cả mẹ hoàn hảo á, để nó mặc dù được mẹ chăm sóc nhưng nó vẫn rất cần cái sự mà hướng dẫn rồi thì gần gũi của cha,
đúng không? Thì giờ tụi em cố gắng khắc phục cái chuyện đó thôi. Còn thời gian ngắn nhất có thể là tụi em phải kết dính trong một cái gia đình để con em nó được tận hưởng cái hạnh phúc là cả cha cả mẹ. Đúng vậy. Con em thôi, nó đó là lần đầu tiên nó được gặp ba mà nó về nó cái nó theo ổng liền. Đó, trời đó, máu mủ đó ha. Dạ. Yên tâm đi, cái chương trình này nè, ai muốn có con là sẽ có con. Thôi đừng chút nữa bạn. Ai chưa? Ai chưa đoàn tụ, ai chưa sum vầy thì chắc chắn ngồi vào chiếc ghế của vợ chồng sau này chắc chắn về một thời gian ngắn thôi sẽ sum vầy và hạnh phúc. Dạ rồi.